Xin chào quý cô chú, anh chị cùng các bạn thân mến. Trên đường đến chợ Võ Thành Trang thì khu vực này là bán rất là nhiều lá chuối để chuẩn bị với bánh cho dịp Tết nè. Lá chuối và có cả lá dong. Nhiều lắm, nguyên khu vực này là tới đằng chợ luôn á, nó dài tới khu vực chợ luôn. Đây nè, vui quá, nhộn nhịp. Lá chuối lá dòng khá nhiều luôn, mà ai có cần gói bánh thì có thể ta tìm đến cái khu vực này, sát bên chợ Võ Thành Trang luôn á. Quá xa lá dòng luôn hả? Lá dòng bán rất là nhiều luôn. Và cạnh bên thì có bán trái cây để về trưng trong 30 Tết nè. Đây có một chỗ bán lá dòng nè. Và đã đến đây là khu vực chợ Võ Thành Trang rồi. Wow, đẹp chưa? Đẹp quá. Bông cỏ nè, có bông lúa nữa đó, bông lúa nhuộm màu, rồi có nụ tầm xuân nữa. Dạ, cái gì bên đây cũng vậy nè, đẹp á, màu sắc đủ màu hết trơn hả, nụ tầm xuân kìa, nhiều màu quá. Có hoa nè, hoa thật nữa nè. Khu vực chợ thì sáng nay đông đúc quá, nhộn nhịp. Hôm nay trái cây bán chưng Tết nhiều quá luôn rồi đó. Đây là mặt trước cổng chợ Võ Thành Trang. Cổng này quay ra đường Trường Chinh. Hôm nay là ngày 28 Tết rồi. Buổi sáng này thì các quầy hàng bán những loại trái cây mà chưng Tết đó là bán đầy đủ hết trơn rồi nè. Có trái dừa nhỏ xíu là để chưng vừa quá ha. Cả những trái thơm nhỏ nhỏ nè. Xoài đu đủ. Có trái mãng cầu. Mãng cầu thường ta chưng mãng cầu sim á, nhỏ nhỏ. Và có đây quả súng nè. Thêm một quả này, quả một. Đó, đẹp quá. Đây là cái lối bên tay phải của chợ Võ Thành Trang. Đi vào đây. Quá xa nhiều trái cây luôn rồi nè. Ủa mà nó chưa. Quả sung là hai loại nha. Loại trái lớn thì nó màu, nó có màu hơn nâu nâu một tí. Còn này hoặc là quả xanh nè. Quá xá trái cây chưng Tết rồi. Ngoài ra thì có những quả thơm treo ở trên phía trên như vậy nè. Có cả dừa hấu ha. Dừa này sẽ được là khắc chữ nữa. Chở bưởi về mà xe này mua bưởi về để bán lại á. Hôm nay là hoa đã bán ngay trước cửa chợ. Rất là nhiều hoa luôn. Thường thì những ngày thường thì vẫn có bán, nhưng mà nó không có bằng hôm nay. Hôm nay là những ngày Tết thì người ta bán là nhiều, thật là nhiều luôn. Các loại huệ thì đủ màu không? Huệ trắng, đỏ, màu vàng, màu cam, có đủ hết. Nhộn nhịp quá chừng luôn rồi kìa. Bên kia những huệ trắng. Quay phim hồi đưa 500 ngàn luôn. Chị tôi bán vui quá, vui vẻ. Dạ dạ. Em biết chị ghẹo mà. Hoa cúc màu vàng tươi nè. Những loại hoa cát tường đẹp quá luôn ha. Hoa sa lem. Đây là hoa sa lem ha. Màu sắc này là người ta nhuộm lại á. Và phía bên đây nè. Quá trời hoa luôn rồi.
khu chợ hôm nay là rất là đông đúc và nhộn nhịp luôn á. Bên trong bán ly ly nhiều quá luôn ha. Nguyên một khu vực ở bên ngoài là bán hoa không ha. Những quầy hàng bán trái cây chưng như là hôm nay là bán gỗ, bán đủ loại hết trơn ha. Dạ. Đây là quả Phật thủ nè. Bên ngoài thì xe cộ quá chừng luôn rồi. Tấm nập quá ha. Khách hàng thì hôm nay là ta mua đồ chưng Tết là đông rồi đó. Vào đây thì cũng có một cái quầy hàng bán trái cây chưng Tết nè. Wow. Những cái trái dừa này là chưng nó gọn gọn á, cho nên cái bàn thờ ha nhỏ xíu luôn nè. Cái măng cầu sim cũng nhỏ nhỏ nữa. Xoài. Ngày thường thì đây là con hẻm bên tay phải, mình có thể đi thông qua bên tay trái luôn. Nhưng mà hôm nay là do sắp xếp lại làm ở bãi giữ xe nên là cái đoạn phía trước đó là nó bị chặn lại rồi. Ngoài ra khu vực này cũng có bán cao nè, cao và những loại rau củ. Quầy đồ ăn sáng thì khu vực này giờ hôm nay thì vẫn còn bên trong đó. Khu vực này bán rau củ nè. Bắp cải có loại bên trong á, cha bắp nó to ghê luôn á. Quá chừng những rau củ đây rồi nè. Rau củ chỗ này là tập trung là bán nó rất là ngon luôn á, tươi ngon. Và đây là có một cái con hẻm này, có thể mình đi thông qua bên hẻm bên kia được. Đây là những quả thơm treo ở trên vàng như vậy nè, để mọi người ta vào đây ta mua chọn những quả mà ta thấy quả nào đẹp á thì mình mua về trưng bày ở trên bàn thờ. Thơm á, người ta cắt, người ta cố tình ta để có những cái mầm như vậy nè. Đó. Quả nào cũng vậy, quả nào cũng có hết chưa á. Dạ. Đi vào đây là cái lối vào vô trong chợ nằm bên tay trái. Bên hẻm này bán nhiều đồ hơn vì đây nó thông ra con đường Âu Cơ luôn á. Và đây là cái quầy của cô. Từ bên tay trái mình sẽ bước vào chút xíu sẽ có cái quầy hàng của cô bán đủ loại đồ chưng Tết nè. Đu đủ này nè, vừa luôn ha. Có những loại xoài, xoài màu vàng nè, đẹp quá luôn rồi nè. Mãng cầu nè, đó. Ngoài ra thì có bưởi. Cô bán đủ loại hết trơn nha. Đây. Còn cảm ơn cô, chúc cô mua may bán đắt. Con vậy có quay trong TV hay là cô bán về hàng nhóm hôm nay cô thấy về phim á, cô rất là vui. Cô bán hàng rất là vui vẻ luôn nha. Dạ. Thơm rất là nhiều luôn. Trái cây thì vào trong đây quá chừng nhiều à. Cao trầu có bán nữa nè, để tìm cúng trong ngày Tết cũng có nè. À, dạ. Có những bao lì xì nè.
quầy hàng bánh mứt nè, và đây là trái cây nè. Quá xá nhiều bưởi luôn hả? Bưởi này thì cũng có loại lớn, loại nhỏ, mỗi loại thì có giá tiền khác nhau hả? Trái thanh long này nó to, nó căng mọng luôn á. Đây là quýt tiên nè, cái trái nó thật là to luôn á. Mua trừng trừng ngày Tết là hết sảy luôn á. Đẹp lắm, màu vàng á. Lấy mấy trái này đi em lấy bây giờ chứ ngày mai có không? Màu viên mà đâu có. Mai có này không hay là bây giờ lại lấy đi mai còn cái gì luôn chứ. Dạ. Chào gia đình. Đây là quýt tiên. Năm. Dạ. Quảng cáo nhiêu ký đó hả chú? Quýt tiên đó. Ờ 60 ngàn đồng ký. Cảm ơn chú nha, chúc chú mua may bán đất. Hàng trưng Tết. À, cái này có thể là chương trình bằng chương trình thần tài, bằng thần tài là năm mới gặp nhiều may mắn. Quá trời các loại bánh mứt hôm nay bán là rất là nhiều luôn rồi đó. Đủ loại bánh mứt hết trơn ha. Và có những quả dưa này rất là lớn luôn ha. Cô chủ sạp nói là cái quả mỗi quả như vậy là từ 15 kg trở lên á. Sẽ lớn quá luôn hả? Ngoài ra thì cô còn có bán thơm để chưng nữa nè. Tết mà giờ tôm khô, dưa khô bán nhiều quá. Bên sạp đối diện cũng có bán rất là nhiều tôm khô luôn nè. Sạp cái chả lụa nữa nè. Ăn chuối à. Chuối. Trẻ à, hôm nay thấy cái chỗ này bán chè nữa nè. Có chè chua nước, đậu trắng, bên trong là bún xào chay. Trái cây để chưng Tết là nhiều quá luôn rồi đó. Xoài hòa lọc. À xin lỗi cô. Quýt, bưởi, thanh long. Rồi lại có là những mặt hàng sử dụng cho nhà bếp, dao thớt nè. Và đây có một chỗ là bán bánh tét này, bán khá nhiều luôn nè, nhiều. Cáo ăn thử, lấy gì nè, cái gì? Mỗi đòn bánh là to lắm nha, rất là to. Quá xá trái cây luôn à. Đây là những mặt hàng chủ lực để mà chưng Tết á. Nên là bà con tiểu thương á bày bán nhiều lắm. Dưa hấu không hàng. Bữa năm rồi bao ngon. Các cô đang mua đồ đủ để về chưng Tết á. Và đu đủ đó thì 20.000 đồng một ký. Nãy giờ không thấy. Anh này bữa chuối hả? Con đường này mình sẽ đi thẳng đó, nhà là chạy ra đường Âu Cơ luôn á. Sáng này bà con đi chợ thì quá xá nhộn nhịp luôn à. Bán dừa. Quả trái cây nè, quá hết xá luôn rồi.
các loại sáp đang cây đó. Đến đây là cái chỗ bán bánh mứt khá nhiều, có cả dưa kiệu ngày Tết nè, dưa hành, dưa kiệu là không thể thiếu trong ngày Tết ha. Đó, có dưa hành, dưa kiệu đồ nhiều lắm ha. Thường thì đi dài ra phía sau khu vực này thì khá nhộn nhịp hơn. Các mặt hàng rau củ có các gia vị hành băm, xả băm, ớt băm. Khoai tây có loại lớn hơn nè. Quầy hàng bánh tráng và bún nè. Và có chỗ bán xương sa, xương sáo. Xương sa, xương sáo, sâm, quả sá luôn ha, nhìn ngon quá. Hôm nay thì bán heo quay trong chợ này cũng có bán nhiều lắm á. Sạp bán heo quay nè. Và trái cây thì bán nhiều vô cùng. Cho cả quầy mắm. Ở bên trong đó là nhà làm chợ, là chuyên bán các loại thịt heo. Có cả loại bông vạn thọ nè. Khu vực này là chợ cá. Và bên trong nhà lòng chợ thì cũng có là gian hàng bán thịt nữa. Bưởi chưng Tết thì rất là nhiều luôn á. Bông ba chục và bó bông ba chục. Có loại nem nướng nè. Và đây thì có những loại tôm có để giá hả? Giá 140. Cái loại này 130, bên kia là 120. Nhưng mà hàng rau củ hầu hết đều tươi ngon hết trơn á. Vào đây thì sang thấy mặt hàng là trái cây để chưng Tết á, là bán hầu như là nhiều, rất là nhiều. Là bao giá, bao hàng, bao chất lượng. Dưa hấu này để chưng Tết nữa nè. Tôm, mực. Có những con tôm càng xanh nữa đó. Chỗ này có bán bông sống đời, hoa sống đời. Các loại trứng. Tết mua trứng này về mình kho với thịt. Bán đồ cúng Tết nè.
đồ vật mà cúng đêm 30. Mọi người mua cũng đông nè. Trái cây thì bán khóa xá nhiều luôn rồi. Khu vực này bán dừa nè, chỗ này bán dừa nhiều quá. Hai trái kìa. Rồi xong rồi. Mọi người cần trái cây để trưng Tết thì sẽ vào khu vực chợ này á. Đủ loại trái cây để trưng Tết hết trơn ha. Quả lily bên kia bán khá nhiều. Và ngõ này đi ra trước đó là tới đường Âu Cơ rồi. Từ đường Âu Cơ mình đi vào tí xíu thì hai bên đường của con hẻm này bán trái cây để trưng Tết nhiều, rất là nhiều luôn á. Dưa không hạt Long An 20.000 đồng một ký. Đây là con đường Âu Cơ thuộc phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình. Rồi con hẻm này đi vào chợ Võ Thành Trang. Đầu hẻm chợ có hoa cúc nè, hoa sông đời và có cả bán cây trường sinh đó. Phía bên tay trái bên này cũng vậy đó. Vào đây có một chỗ bán hoa tầm xuân, nụ tầm xuân nhiều quá. Mua nữa. Rồi có bán nụ tầm xuân, rồi có chậu hoa người ta đã làm bình hoa nụ tầm xuân sẵn luôn rồi đó. Nhìn đẹp quá. Cả như loại hoa sao đấy nè. Rồi đây là quầy bánh ướt. Chả lụa. Và bên đây thì có một cái khu vực bán trái cây trưng Tết. Bà con đến đây mua cũng nhộn nhịp quá luôn rồi nè. Bên ngoài xe đi vào nên nó bị kẹt xe. Ở vào chợ này thì có để cái bảng giá mà các loại thịt, bảng giá chuẩn luôn ha. Sườn non thì 230, sườn già thì 170, cốt lết 150, đùi 160, ba gọi 200 đến 230, còn mỡ thì 90, giò thì 130 đến 150, xương là 100, còn nạm bò thì 170, bắp bò 250, phi lê 300, đuôi đùi thì 280. Bảng giá này chuẩn là mua ở đây, mình nhìn giá mình mua thôi. Đông quá hôm nay mọi người đi vào đây nè, đi chuẩn bị cái nồi thịt kho cho ngày Tết mà. Quá nhộn nhịp luôn ha. Bên hẻm này thì bán nhiều loại gạo á, tập trung các quầy hàng bán gạo. Phía trước này cũng có bán gạo nè. Loại bánh nước hạt dưa, dưa hạt bí nhiều á. Mọi người mua đây về để chuẩn bị ăn Tết nè.
bánh mứt bây giờ là đầy đủ hết trơn rồi. Rồi bên đây có một chỗ bán xôi chè. Thơm ở khu vực này thì bán nhiều, quá nhiều luôn á. Đối diện chợ Võ Thị Trang thì ngay khu vực này có bán hoa vạn thọ nhiều nè. Sang thì Sang thích cái màu vàng tươi này hơn là màu cam. Từ chợ Võ Thành Trang mà mọi người sẽ nhìn hướng xéo về bên tay trái, bên đối diện của cửa chợ thì bên đây thấy có bán nhiều hoa cúc, có cả trái cây cúng nè. Bên đây thì hoa cúc mâm xôi rất là nhiều à, nhưng còn gì là cũng ít chứ không nhiều lắm. Hôm nay là những loại cúc mâm xôi này đã chỗ đều rộ ha, nguyên màu vàng đẹp quá. Để trên trên bậc thềm nó có luôn đó. Và đây có những loại hoa cúc cây nó hơi cao, nguyên khu vực này là bán nhiều quá, chỗ này còn nhiều quá chừng luôn rồi nè, nhiều quá. Hy vọng rằng đến 30 Tết thì hoa này đã bán hết luôn ha, không có còn, để cho bà con ăn Tết thấy vui vẻ hơn. Là đến dài đến phía trên đó luôn á.